chào các bạn buổi tối thứ sáu cuối tuần. Loay hoay chúng ta đã hết một tuần rồi đúng không? Rất là nhanh. Và buổi tối hôm nay mình chia sẻ chủ đề là 10 lý do vì sao chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe. Là một cái chủ đề mà nó liên quan trực tiếp đối với rất là nhiều người, và đặc biệt cái chủ đề này liên quan trực tiếp đối với những người ở Việt Nam. Chúng ta làm những người dân chúng ta sống ở Việt Nam, nó liên quan rất rất là nhiều thứ. Và các bạn thấy rằng là mấy ngày hôm nay mà các bạn mà đọc báo chí và các bạn xem rất là nhiều những cái tình trạng, như các bạn thấy một cái công ty ở Hải Phòng á, các bạn nhớ cái công ty ở Hải Phòng không? Họ sản xuất Vinaca đúng không? Sản xuất thứ gì chữa bệnh ung thư từ than tro, và cà phê thì làm từ nó trộn binh vào, nó quá nguy hiểm. Và đây là lý do mà tối hôm nay mình chia sẻ bạn cái một cái chủ đề rất là đặc biệt này. Và bây giờ chúng ta làm quen nhau, các bạn làm quen nhau, mình cũng làm quen các bạn. Các bạn ở vùng miền nào thì chúng ta làm quen nhau đi. Một cái buổi tối rất là ý nghĩa cuối tuần này, các bạn không đi chơi thì các bạn ở nhà. Mình thì cũng mới vừa đi xem phim cùng với gia đình, vợ và Bambi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào xem live stream này, và chúng ta cùng nhau giới thiệu nhau, các bạn ở khu vực nào, vùng miền nào, thì chúng ta cùng nhau kết nối với nhau và cùng nhau chia sẻ cái live stream ý nghĩa này. Và về sức khỏe thì chúng ta phải ý thức và bảo vệ nó. Không phải bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Bởi vì sức khỏe nó không đơn thuần là cái việc mà chúng ta bảo vệ cho ta, mà chúng ta sẽ nghĩ rằng là chỉ ta khỏe rồi người khác sao thì mặc. Nó không phải, cái sức khỏe nó ảnh hưởng, nó ảnh hưởng chung hết. Vâng. Và các bạn giới thiệu về mình đi. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng thông qua cái live stream này, thông qua Facebook này, các bạn kết nối với mình như mình, và xong live stream này thì mình sẽ làm quen với các bạn. Các bạn comment xuống, bạn nào ở khu vực nào, vùng miền nào thì các bạn cũng comment xuống. Các bạn giới thiệu họ tên của mình, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì, các bạn ở đến, bạn ở cái khu nào, khu vực nào trên mọi miền đất nước, để mọi người cùng gì, cùng quen biết nhau, cùng kết nối với nhau. Và các bạn cũng chia sẻ live stream này về để cho người thân của mình, gia đình mình cùng biết, và cũng gì, cũng nhằm qua live stream này nhiều người biết hơn nữa. Và chúng ta thống nhất rằng khoảng 100 người đúng không, 100 người xem live stream này thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ bắt đầu vào cái chương trình chính. Nên là mỗi người chúng ta góp phần một tay, mời bạn bè chia sẻ live stream này thì sẽ có nhiều người hơn nữa, họ ý thức hơn, họ bảo vệ sức khỏe, và bạn đang góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính bạn, sức khỏe cho gia đình bạn, sức khỏe cho những người thân yêu của bạn. Vâng. Chào thầy, mua hai quyển sách của thầy khó khăn quá, mình chả hiểu bạn Tuấn nói cái gì. Ok, hầu như tất cả các bạn ở khắp mọi miền đất nước đều mua được hết mà. Bạn Tuấn ơi, tại sao nó như vậy? Cái lý do nó là cái gì? Bạn bị cái gì à? Ok, tất cả mọi người hàng ngày mua và như thế nào à? Đều comment xuống là họ mua, họ đã nhận được hàng ngày mình gặp. Ok chưa? Mà lý do sao? Bất kỳ việc gì trên đời này mà xảy ra với mình đều có phần đóng góp của mình. Nó có một cái lý do gì đó, nó có một cái lý do gì đó mà nó không ngọt. Em để số điện thoại mà không thấy ai gọi. Có thể là lúc mà mọi người gọi em không bắt máy, tại nhân viên mình khắp mọi miền đất nước. Em biết là mỗi ngày mình bán tới vài chục cái đơn hàng sách như vậy đó, chứ không phải một mình em. Và khách thì mua sách thì mình cũng thích mà. Có thể lúc họ gọi em không bắt máy hay là cái gì đó. Chứ nó không có phải là hàng ngày sách liên tục nhận về, các bạn đợt nào các bạn cũng mua vậy. Thầy ơi em muốn mua hai quyển sách. Ok, bạn comment cái số điện thoại xuống bạn Văn Loan ơi. Bạn comment số điện thoại xuống. Vâng. Và các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà mình đi. Và mời bạn bè mình, đã được gần 50 người rồi, sẽ xuất gần 50 rồi, 100 người thì mình sẽ chia sẻ vào cái chủ đề chính. Và bây giờ chúng ta làm quen nhau. Chào bạn Hòa Dương, chào bạn Đạt Trần. Vâng, chào bà Võ Thị Văn Loan, em cho số điện thoại của mình thì các bạn sẽ giao sách đến nhà em. Và cái chủ đề tối hôm nay nó rất là quan trọng. Các bạn thấy là
Cách đây mấy ngày thì các bạn thấy là chúng ta nghe cái vụ gì à? Vụ cà phê đúng không? Cà phê mà pha và bằng bằng binh. Các bạn thấy không thể tưởng tượng được. Không biết những cái người đó họ suy nghĩ nó như thế nào. Mà họ lại làm nó như vậy. Các bạn biết uống vô là độc hại chết. Rồi trước đó mấy ngày nữa là chúng ta nghe cái vụ gì à? Một cái công ty ở Hải Phòng, Vinaca, okay, chữa bệnh ung thư gì, sản xuất chữa bệnh ung thư bằng than tre, không thể hình dung được, và họ cũng đạt được cái giải chứ, thế gì top 10 doanh nghiệp rồi gì đó, và các bạn nào làm kinh doanh thì toàn bộ những cái giải này là những giải mua. Chào bạn Tân, bạn nói sách của mình rất là hay, cảm ơn bạn Tân rất là nhiều. Mình cũng chuẩn bị ra cái quyển sách bán hàng online. Vâng. Và các bạn thấy không ạ? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều người. Và trước đó nữa, chúng ta lại nghe cái gì ạ? Nghe cái vụ heo đúng không? Cách đây khoảng nửa năm ạ. Thì cái trại giết heo ở ngoài Củ Chi đó, thì họ như thế nào ạ? Họ bơm vào, họ bơm cái chất làm cho con heo nó không bị đau, nó không bị la, cái chất gọi là cái chất sinh trưởng gì đó vào đó, và nó rất là nguy hiểm. Cái sách bán hàng online chưa có em, mới có đang trong cái giai đoạn biên tập à, ít nhất khoảng 2 tháng nữa em. Bạn Văn lo rồi, khi nào có thì mình công bố mình bán liền à. Và các bạn hình dung ra điều này, nó ảnh hưởng rất là nhiều người, và cái sức khỏe là cái mà cái tài sản quý giá nhất. Nó bạn nào nói sức khỏe quý hơn vàng, mà nói nó quý hơn cả vàng. Người nào nói sức khỏe là vàng, họ vẫn chưa ý thức được sức khỏe là quý hơn vàng. Cái sức khỏe là cái tài sản mà quý giá nhất mà chúng ta có được. Các bạn dùng chưa? Tài sản quý giá nhất chúng ta có được. Và chúng ta cần phải bảo vệ cái sức khỏe của mình. Sức khỏe của người thân của mình. Và các bạn thấy với cái xã hội ngày nay tràn lan những sản phẩm nhiễm độc đó, các bạn chưa, thì chúng ta không biết được rằng chúng ta đang dùng cái sản phẩm gì và đang dùng cái sản phẩm gì nó không có độc đây. Các bạn hiểu chưa? Và cái này nó vô cùng rủi ro và vô cùng nguy hiểm. Hàng ngày chúng ta ăn rau rác thực phẩm, uống cà phê, các bạn thấy không, uống thuốc luôn, tất cả mọi thứ đó nó đều gì, nó đều chứa những cái chất độc hết. Và các bạn thấy cái cơ thể của chúng ta rất là nguy hiểm. Và các bạn thấy theo thống kê, các bạn thấy không ạ? Theo thống kê á, ngày hôm nay nè, các bạn biết ngày hôm nay nè, là rất nhiều người đã hơn 200 ca, ngày hôm nay đã hơn 200 ca bị gì ạ? Bị bệnh ung thư, và họ mất vì cái bệnh ung thư. Và các bạn thấy những cái chất độc nó vào trong người ta là nó bị ung thư tức khắc ngay, không bàn cãi. Nó bị ung thư tức khắc ngay. Mỗi cái cơ thể của chúng ta nó không thể đào thải ra những cái chất độc ghê gớm nó như vậy. Nào là bằng binh, nào là bằng than rồi vậy. Những cái chất độc hoặc là cái chất an thần gì, chất cho heo gì đó, các bạn thấy không? Tất cả những cái điều đó nó vào trong người thì các bạn thấy không ạ? Nó rất là nguy hiểm. Hoặc là trước đó thì chúng ta nghe rau muống thì như thế nào ạ? Thì bón bằng nhớt, các bạn thấy không? Những cái chất nó vô cùng nguy hiểm mà nó vào trong người. Thì các bạn ta dùng như thế nào ạ? Cái cơ thể chúng ta nó sẽ không thể chịu nổi được, nó phá tiêu hết lục phủ ngũ tạng, là nó phá tiêu hết đó. Nó là cái việc mà bảo vệ ý thức sức khỏe, nó không phải chính cho một cái cá nhân của chúng ta, mà nó là cả một cái cộng đồng, cả một xã hội, mỗi người góp phần một chút xíu. Chúng ta không có chuyện là chúng ta theo cái kiểu gì, cái khoảnh rau muống của nhà mình ăn á, các bạn chưa, cái khoảnh rau muống của nhà mình ăn á thì mình trồng rất là tốt, mình không có bơm nhớt vào, rồi khoảng rau muống mà mình bán á thì mình mới bơm nhớt vào. Chúng ta không có thể suy nghĩ như vậy được, bởi vì chúng ta ăn mỗi cái rau muống tốt thì các bạn biết chuyện gì nó xảy ra. Heo, bạn đâu có ăn rau muống không được, bạn cũng ăn thịt heo. Mà thịt heo thì cái gì, bạn cũng trúng cái thuốc an thận, hoặc là bạn cũng đi uống cà phê thì bạn bị phá binh,
Các bạn hình dung ra điều này chưa? Ô đề tài này lạ mà hay quá thật. Ok, cảm ơn bạn Long Hoa Bình nhiều. Và các bạn hình dung chưa? Chúng ta đừng có suy nghĩ thêm một cái kiểu mà như thế nào như thế nào nói là để trồng rau muống rồi nhà mình ăn tốt thôi, nhưng mà cái khác chúng ta vẫn cứ bị chết như bình thường. Nó là cái ý ở đây á, mình nói á, đừng có suy nghĩ hạn hẹp nó như vậy. Không có suy nghĩ hạn hẹp nó như vậy. Mình suy nghĩ hạn hẹp nghĩa là mình cũng là người chết thôi, mình cũng là người hậu quả của việc đó thôi. Nên là đã là cái gì cho mình ăn, mình làm cái gì cho mình ăn thì mình cũng làm y như vậy cho người khác ăn. Đừng có nghĩ là cái con heo của mình mình xẻ cho mình ăn thì mình không có chích cái thuốc an thần, rồi con heo của người khác cho người khác thì mình làm cái an thần thì rồi mình cũng bị chết bởi vì mình dính những cái khác. Các bạn nhận ra điều này, nó là chúng ta không có thể suy nghĩ như vậy được. Cái vấn đề thực phẩm và sức khỏe là chúng ta suy nghĩ cho cái cộng đồng, cả cái cộng đồng này chúng ta ăn như thế nào thì chúng ta phải phục vụ cho người khác nó như vậy. Và các bạn thấy những cái ngày đây các bạn những ngày này cái thông tin thực phẩm bẩn, cái thông tin sản phẩm bẩn nó tràn lan hết, ok chưa? Và tất cả những người họ kinh doanh nó như vậy á, họ sẽ đi vào cái con đường cùng và chúng ta góp phần là gì góp phần cho những cái doanh nghiệp gì cứ người Việt chúng ta tự hại nhau mà. Và chúng ta góp phần gì dành cho các cái doanh nghiệp nước ngoài, họ sẽ thắng trên thị trường của chúng ta. Các bạn biết rằng là vào McDonald's các bạn biết chúng ta rất là an tâm, thực phẩm họ kiểm tra rất là chặt chẽ. Các bạn nhận ra điều này tức là nếu chúng ta càng làm vậy thì chúng ta sẽ chết ngay trên sân của người Việt của chúng ta. Bạn hình dung chưa? Ngay trên sân của người Việt chúng ta, người Việt chúng ta tự hại nhau thôi, tự hại về sức khỏe nè, tự hại về niềm tin nè, tất cả mọi đó chúng ta sẽ hại nhau hết. Và các doanh nghiệp nước ngoài họ qua họ làm đâu đó đàng hoàng thì tự nhiên họ sống và người ta sẽ dịch chuyển qua, người ta mua bán đó hết, và chúng ta tự hại nhau. Cái vấn đề đặt ra đây là tại sao nó xảy ra những cái vấn đề nó như vậy, tại sao nó lại xảy ra liên tục những cái vấn đề nó như vậy, những cái chuyện mà chúng ta nghe chúng ta không thể tưởng tượng được. Các bạn hiểu chưa? Một phần là do gì? Do tất cả con người đó họ chạy theo đồng tiền và họ gì? Họ không được đào tạo các bạn, họ không được đào tạo phần nhiều á, các cái cơ quan báo chí á, tức là cái này nó có sự đóng góp của các cơ quan truyền thông nữa, nó có sự đóng góp của nhà trường, nó đóng góp của rất là nhiều người. Các bạn thấy hàng ngày á, mà chúng ta mở lên các trang báo của các cơ quan truyền thông á, thì chúng ta nghe toàn là những cái tin tiêu cực không, những cái tin toàn là các bạn biết hơn 80% những cái tờ báo mà các bạn mở ra toàn là những cái tin tiêu cực không đọc nghe nó ảnh hưởng mà chúng ta không có những cái thông tin tích cực, những cái thông tin hay, những cái thông tin chia sẻ ý thức về thực phẩm sức khỏe, ý thức về cộng đồng, những thông tin chúng ta không được làm như vậy thì mọi người họ mới ý thức hơn, những người làm kinh doanh họ mới ý thức hơn những người làm kinh doanh đó, những người làm việc đó họ không được đào tạo, họ không được nghe chia sẻ và họ chỉ vì lợi nhuận thôi nên là họ mới gì, họ mới nhắm mắt họ làm như vậy. Và khi sự việc xảy ra thì họ mới hiểu hơn, thì họ mới giật mình, họ mới phát hiện ra rằng mình làm một cái tội vô cùng ác và họ làm cái tội ác đó, nhưng mà họ không biết rằng họ đang làm cái tội ác, họ mới có nghĩ rằng chắc nó không sao đâu các bạn hiểu chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta như thế nào cũng thông qua livestream này mình mong góp một phần rất là nhỏ vào trong việc gì, mọi người bảo vệ cái ý thức về bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng. Và các bạn nào thấy cái livestream này ý nghĩa thì các bạn mời bạn bè mình vào xem, chia sẻ về nhà các bạn đi, để chúng ta gì góp phần. Mình cũng đang xem livestream của mình đang xem trên máy của mình. Ok, chắc là tối hôm nay, tối thứ sáu cuối tuần mọi người bạn đi chơi đồ hết rồi, nên là cái lượng xem livestream ít hơn các cái buổi khác. Buổi khác là giờ này cả 100 người rồi. Vậy thì các bạn thấy chưa? Chúng ta phải bảo vệ sức khỏe. Sức khỏe là nó quý lắm. Các bạn biết ngày hôm nay á, ngày hôm nay mỗi một ngày á, là ở nước ta là hơn 200 người, các bạn chưa? Hơn 200 người chết vì bệnh ung thư. Hơn 200 người, cái con số thống kê là hơn 200 người. Rồi những người chết vì bệnh tim là lại nhiều nữa. Ok chưa? Nghĩa là ngày này hôm sau
Ngày này của năm sau thì đồng nghĩa cái gì à? Đồng nghĩa cái việc gì à? Đồng nghĩa là cái ngày giỗ đầu tiên của bấy nhiêu con người bị bệnh ung thư đó. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta phải gì à? Phải góp phần bảo vệ sức khỏe của mình à, và bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách nào à? Chúng ta biết rằng với cái xã hội mà thực phẩm bẩn nó nhiều nó như vậy thì chúng ta không biết là chúng ta ăn cái gì. Chúng ta tự cố ý thôi. Hiện tại vậy, như dù mình ăn uống rồi mình cũng ráng cố gắng đi vào các nơi có thương hiệu. À, chào bạn Nguyễn Thuần Thiện. Ok chưa? Chào Nguyễn Thuần Thiện. Mình cũng ráng vào những nơi có thương hiệu, ráng mua hàng hóa ở những cái siêu thị. Các bạn hiểu chưa? Để nó gì à? À, để nó kiểm soát được cái sức khỏe hơn. À, kiểm soát thực phẩm, nhưng mà chúng ta sẽ không ý thức được. Và lỡ chúng ta ăn một cái gì đó, các bạn chưa, chúng ta ăn chín cái tốt nhưng mà chỉ cần một cái không tốt thôi, nó đi vào con người của chúng ta là nó đã tích tụ trong con người chúng ta rồi, và bắt đầu nó sinh ra các bệnh tật vô cùng nguy hiểm các bạn. À, nên là cái đây là ý thức và trách nhiệm chung của cộng đồng, của tất cả mọi người hết. Ok chưa? Vậy thì bây giờ trong cái chủ đề này mình chia sẻ lý do vì sao chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình. Lý do mình muốn nói các bạn lý do trước. À, thì theo chủ đề này là mình nói các bạn là có 10 lý do đúng không? À, các bạn ghi lý do đầu tiên nè, các bạn ghi vào. À, chào bạn Hoàng Anh, ok. À, bạn ở Biên Hòa mà bạn cũng xem livestream này rất là tuyệt vời. Các bạn ở khu vực nào thì các bạn comment xuống, các bạn đang ở vùng miền nào các bạn comment xuống đi. Ok, để mình biết các bạn đang ở vùng miền nào mà các bạn đang xem livestream này. Nó rất là ý nghĩa là stream này chúng ta tới 10 giờ rưỡi là chúng ta kết thúc các bạn. 10 giờ rưỡi khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn. À, vậy thì thứ nhất tại sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe? Thứ nhất là để chúng ta được sống lâu hơn. Ok, để chúng ta được sống lâu hơn. À, các bạn biết là khi sức khỏe của chúng ta tốt, chúng ta được bảo vệ ngay từ bây giờ. Bạn Bùi Duy Chính, bạn ở Biên Hòa tuyệt vời. Bạn Hương Dõn, bạn ở Cần Thơ tuyệt vời. Bạn Hoàng Anh, bạn ở Biên Hòa tuyệt vời. À, các bạn giới thiệu các bạn đang ở khu vực vùng miền nào để tụi mình biết. À, mua thực phẩm ở siêu thị tốt không thầy? À, các cái siêu thị mà có thương hiệu thì gần như là người ta làm cái này nó rất là kỹ em, người ta kiểm soát đầu vào nó rất là kỹ. Ok chưa? À, chúng ta bảo vệ sức khỏe để gì ạ? À? Để thứ nhất là chúng ta được sống lâu hơn. À, các bạn thấy là con người của chúng ta từ lúc sinh ra đời này cho tới mà chúng ta mất á, các bạn thấy chưa? Cho tới khi chúng ta mất á, các bạn thấy bữa nay độ tuổi trung bình của người Việt của chúng ta khoảng 70 tuổi. Nó lòng dòng ở đó, nghĩa là chúng ta sống được có 70 năm à. Chúng ta sống được có 70 năm à. À, và chúng ta sống được 70 năm rồi chúng ta đi ngủ luôn, ngủ mãi mãi luôn. À, trong 70 năm sống đó, à, thì có chuyện gì xảy ra trong 70 năm sống đó? À, bạn Đỗ Đức Hiệp, bạn ở Bắc Ninh. Bạn Hoàng Minh Toàn, bạn ở Thanh Hóa, rất là tuyệt vời. Bạn Thanh Trăng, bạn ở Xuyên Mộc, tuyệt vời. À, có bạn Huy Ao Cá ở Gia Lai, tuyệt vời. Ok chưa? Bạn Vũ Đức Toàn ở Hà Nội. Có nhiều bạn, rất nhiều bạn ở rất là nhiều vùng miền đất nước. Bạn nào mới biết mình thì nhớ làm quen với mình, kết nối với mình nhé. À, đúng rồi. Thì các bạn nên nhớ là chúng ta khoảng 70 tuổi thôi, trung bình á. Nhưng mà trung bình là 70 tuổi, có người chết sớm hơn, có người cao hơn một chút xíu. Mà trong 70 năm chúng ta sống đó, à, các bạn nhớ chưa, trong 70 năm chúng ta sống đó, thì hết 1/3 là chúng ta ngủ rồi, còn có 2/3 là chúng ta thức thôi. À, các bạn thấy vậy thì góp lại á, là trong 70 năm đó, chúng ta chia làm 3 phần. Ok chưa, thì hết hơn 20 năm chúng ta ngủ rồi. À, vậy thì thực sự là chúng ta còn thức có bao nhiêu à? Nếu mà cho cái tuổi trung bình là 70 tuổi là chết á, thì hơn 1/3 trong đó là ngủ rồi. Nghĩa là hơn 20 năm chúng ta ngủ rồi, khoảng 23 năm chúng ta ngủ rồi. Mà trừ ra nữa các bạn thấy chúng ta còn có bao nhiêu à? Còn có khoảng 50 mấy năm chúng ta, còn khoảng có 50 mấy năm thôi. À, 50 năm thôi. Ok chưa? Chưa tới 50 năm, 40 mấy năm thôi. 40 mấy năm là chúng ta thức thôi. À, các bạn chưa, mà trong 40 mấy năm thức đó mà lại như thế nào à, mà lại bệnh hoạn nữa, bị yếu nữa, các bạn thấy chưa? Chúng ta có cái cuộc sống sung mãn từ cái lúc nào à? Từ lúc
lớn lên rồi tới 30 mấy 40 tuổi, 40 tuổi, nhưng mà mình 42 tuổi nào, tại vì ngày nào mình cũng tập sức khỏe nên sức khỏe mình nó tốt. Còn nếu mà mình không tập sức khỏe thì sao à, sức khỏe mình nó không có tốt. Nói ở đây để chúng ta nói gì, chúng ta ý thức bảo vệ sức khỏe để chúng ta sống lâu hơn. Và ý thức bảo vệ về sức khỏe từ cái gì à? Thứ nhất là từ những cái gì chúng ta ăn, cái gì chúng ta bỏ vào miệng á, những cái gì chúng ta uống và chúng ta hít thở, cái môi trường không khí cái người ta gọi là cái thói quen sống, cái thói quen sống. Cuộc đời ngắn quá, đúng rồi, cuộc đời người rất là ngắn á. Các bạn nên nhớ vậy. Và nếu bạn nào biết bảo vệ thì chúng ta sống được 80 năm thì trong đó hết 1/3 là chúng ta đi ngủ rồi. Chúng ta còn khoảng có 50 năm để chúng ta thức thôi. Nên là chúng ta không có sống được dài đâu. Nó là cuộc đời chúng ta rất là ngắn. Vì vậy mà chúng ta phải biết cách bảo vệ nó. Vậy thì bảo vệ gì? Những cái gì chúng ta ăn chúng ta bỏ vào miệng á. Và những cái chúng ta bỏ vào miệng mà nó không gì à, nó có hóa chất mà độc hại cho cơ thể, thì các bạn thấy nó vô nó không phục vụ cho sức khỏe, mà nó như thế nào, nó phá vỡ những tế bào của chúng ta. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Và những gì chúng ta uống, đã vậy chúng ta còn uống bia rất là nhiều, uống rượu rất là nhiều, thậm chí chúng ta hút thuốc. Những cái chất độc đó nó lưu lại ở trong cơ thể của chúng ta và nó làm cho chúng ta mệt mỏi đi. Và cái môi trường chúng ta sống, chúng ta chọn những nơi môi trường sống rất là trong lành. Các bạn biết là cái môi trường sống chúng ta trong lành thì cái không khí, cái lỗ mũi hít vô nè, cái không khí nó vô cái oxy nhiều, cái môi trường rất là trong sạch thì con người bạn nó rất là tràn đầy cái sinh khí, nó là nó tốt, cái cơ thể bạn khỏe thì cái sự gì à, cái sự đề kháng với chung quanh chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ sống được tốt hơn. Tín hiệu mạng nhà em kém quá, để mai em xem lại. Vâng, chắc là do mạng nhà em kém á, em đi cái chỗ nào ngọt đó em xem. Và em nhớ chia sẻ đến bạn bè của mình cùng nhau xem cái live stream này. Ok chưa? Và các bạn nào ở cái ở đâu thì ở khu vực nào thì các bạn giới thiệu về mình đi. Và các bạn tới những gì mình chia sẻ nãy giờ, bạn học hỏi được cái gì thì bạn comment xuống để mình nhìn cái chia sẻ của các bạn á, để mình có năng lượng để mình chia sẻ nhiều hơn. Nó là mình là Lan Anh đang ở Nha Trang, chào thầy Duy nhé. Ok, cảm ơn bạn Lan Anh rất là nhiều. Và cái sức khỏe là cái mà chúng ta, thầy ơi em đã mua 2 quyển sách của thầy rồi, thầy cho em vào group nhé. Ok. Và rất là tuyệt vời là khi mà chúng ta biết cách gì chúng ta biết cách bảo vệ sức khỏe của mình thì chúng ta sống lâu hơn, nghĩa là chúng ta hiểu được cuộc đời này hơn, chúng ta có cơ hội khám phá nhiều hơn. Còn không, chúng ta sống có một ít rồi chúng ta đi ngủ luôn và ngủ mãi mãi ngàn ngàn thu luôn thì nó đâu có cái gì để ý nghĩa đâu. Ok chưa? Bạn Ninh Tam Dương, bạn nói rằng là sáng mai gặp mình, đúng rồi. Sáng mai mình có lớp học. Hồi nãy giờ mình cũng quên giới thiệu về mình đi. Mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sở hữu vừa ươm doanh nhân B-Training. Và hôm nay, ok chưa? Hôm nay thì mình chia sẻ bạn cái chủ đề live stream này. Và ngày mai, sáng mai từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mai, 2 ngày liên tục, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, mình chia sẻ bạn cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 141. Là đã qua 141 khóa rồi, khóa mỗi khóa thì 80 người học, cái hội trường của mình chỉ chứa được 80 bạn thôi. Và liên tục trong những năm qua, từ năm 2009 tới giờ, mình liên tục mình chia sẻ cái khóa học này đến cho rất là nhiều bạn tham gia những khóa học này. Mình rất là vui làm quen với các bạn qua khắp mọi miền đất nước nhờ cái Facebook, nhờ cái live stream này. Và hiện tại thì mình cũng là tác giả của những cái quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, chỉ cho bạn cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, ở đây là chứa 111 bài học chuyên về kinh doanh rất là kỹ. Và cái quyển thứ ba là Beyond the Way, cái quyển này thì bán ở nước ngoài. Mình cũng mình cũng chuẩn bị ra cái quyển sách thứ tư là của quyển hàng online. Các bạn nào mà thông qua cái live stream này mà muốn sở hữu 2 quyển sách tiếng Việt của mình thì các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn mua 2 quyển sách tiếng Việt của mình. Giá của cả 2 quyển sách này thì chỉ có 210.000 đồng,
và sẽ gửi đến tận nhà các bạn luôn, cả cái phí ship luôn. Cái phí ship về tới nhà các bạn nó cũng vài chục ngàn đồng rồi. Trên khắp mọi miền đất nước này, bạn ở khắp mọi miền đất nước này thì bạn đều gì à, đều nhận được gì à, đều nhận được hai cái quyển sách này thông qua đường bưu điện. Và bạn nào có được hai quyển sách rồi thì mình sẽ ép các bạn ok chưa, con mình đã like nhiều, ok. Mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group riêng, mình chia sẻ về kinh doanh. Các bạn có những câu hỏi kinh doanh thì các bạn hỏi mình trong cái group đó. Còn ở bên ngoài live stream này thì mình chỉ chia sẻ về gì về phát triển bản thân thôi. Còn kinh doanh thì chúng ta vào một group riêng, tại vì ở ngoài này là cộng đồng, chúng ta không có nói về kinh doanh được, ok chưa. Bạn Khánh, em là Khánh học B49 đây thầy, em chào thầy và ok, chào bạn Khánh rất là nhiều. Không biết hôm nay bạn Khánh có khỏe không, được thì bạn Khánh sắp xếp thời gian đi học lại nha bạn Khánh ơi. Lâu lắm rồi nên đi update lại cái kiến thức nha bạn Khánh ơi. Cảm ơn em rất là nhiều, lâu quá rồi, mấy năm rồi đúng không Khánh nhỉ. Chào bạn Thái Ngọc, bạn Thái Ngọc rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái chương trình, mình chỉ quảng cáo một chút xíu về mình thôi. Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình. Vậy thì cái đầu tiên mình nói là tại sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe để chúng ta sống được lâu hơn. Và mình nói lý do vì sao chúng ta sống được lâu hơn là các bạn biết rồi đó. Bởi vì chúng ta sinh ra trên đời này chúng ta không được sống nhiều, chúng ta chỉ có 70 tuổi, 80 tuổi. Người mà chúng ta bảo vệ tốt hơn thì chúng ta sống đến 90 cho tới 100 tuổi thì tốt hơn. Còn không chúng ta ăn, chúng ta đi ngủ mà sau đó chúng ta không đủ sức khỏe thì chúng ta đi ngủ sớm lắm, mà đi ngủ hoài luôn, đi ngủ hoài luôn, ok chưa. Vậy thì nếu người nào họ ý thức được sức khỏe là quan trọng nhất thì họ sẽ làm gì ạ? Thì trong cái lịch trình đó, trong cái lịch trình đó, ok chưa, bạn như thế nào bạn phải lịch trình mỗi ngày bạn phải ưu tiên số 1 là cho kế hoạch bảo vệ sức khỏe, ok chưa. Bạn phải ưu tiên số 1 cho việc bảo vệ sức khỏe của mình. Và mà nói họ cái điều này là hoàn toàn chính xác, bởi vì cái sức khỏe là cái mà quý nhất, không còn cái gì quý hơn ngoài sức khỏe. Bởi vì không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không làm cái gì được hết. Nên là trong cái kế hoạch làm việc mỗi ngày thì cái việc bảo vệ sức khỏe là cái số 1. Nhưng người họ lao ra họ làm, họ cứ lao ra họ làm, họ làm họ vì tiền mà họ quên mất đi. Em đã có hai quyển sách của thầy rồi, em ở Bắc Minh, em kinh doanh, ok, rất là tuyệt vời. Và họ quên mất đi cái việc bảo vệ sức khỏe, họ lo đi kiếm tiền, rồi thậm chí họ nói họ đi nhậu để họ có hợp đồng, họ đi sớm về khuya để họ có hợp đồng, nhưng mà họ quên mất rằng có hợp đồng để làm gì khi mà chúng ta đang nhậu nhẹt. Họ uống lần cả thùng bia, cả cái kết bia vào trong con người của họ, họ nói rằng để họ có hợp đồng làm ăn, để họ có tiền về. Nhưng tiền về rồi, rồi tim gan phèo phổi nó tiêu tan hết, vậy không biết để làm cái gì nhỉ. Các bạn hiểu chưa, nó là trong tất cả kế hoạch làm ăn, kế hoạch làm giàu của bạn, kế hoạch trở thành triệu phú của các bạn, bạn muốn sử dụng tiềm thức, bạn muốn sử dụng cái chiêu gì của bạn, bạn muốn chơi đầu tư, bạn muốn kinh doanh đa cấp, bạn muốn làm tiền ảo gì, cái đó là chuyện bạn. Nhưng bạn phải lên cái kế hoạch gì bảo vệ sức khỏe là ưu tiên số 1 hơn những việc kia hết. Các bạn hình dung chưa? Nếu bạn không bảo vệ sức khỏe được, bạn không có sức khỏe tốt thì tất cả những điều kia bạn nói đều là sáo rỗng hết. Các bạn hình dung chưa? Bởi vì không có sức khỏe mà làm giàu cái gì? Bởi vì không có sức khỏe tốt mà đòi đầu tư đa cấp đồ này kia, cái đó là tầm bậy hết. Không có sức khỏe tốt mà đòi làm chủ doanh nghiệp cái gì? Các bạn hiểu chưa? Tại vì cái quan trọng nhất mà bạn còn không ý thức được mà bạn đòi nói những cái việc khác, tất cả là đều xáo rỗng hết. Nên là chúng ta phải bảo vệ được sức khỏe của mình. Còn nếu mà không bảo vệ được sức khỏe của mình thì tất cả là xáo rỗng hết. Các bạn hiểu không chưa? Nên cái lịch trình bảo vệ sức khỏe của mình, người nào mà cái sức khỏe của họ mà họ không bảo vệ được thì thực sự họ không có làm được những cái việc khác đâu các bạn ơi. Các bạn an tâm đi. Các bạn hãy quan sát cái con người đó, rồi các bạn bạn thấy rồi họ cũng chết sớm thôi, họ cũng bệnh sớm thôi. Cái con người họ không làm được cái gì đâu. Nó là đó là lý do vì sao mà chúng ta phải lên cái kế hoạch gì bảo vệ sức khỏe là ưu tiên số 1 và hàng đầu mỗi ngày, ok chưa. Các bạn ghi vô đi, số 1 là tại sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe, để chúng ta sống lâu hơn, để cho tốt hơn, chúng ta ý nghĩa hơn. Vậy thì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có tuyệt vời không? Nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment xuống, các bạn nói cái điều này nó rất là tuyệt vời.
Các bạn thấy những cái chia sẻ này nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Diệu Nguyễn, ok. Và bạn nào chưa chia sẻ livestream này là các bạn nhớ chia sẻ livestream này, bởi vì nó rất là ý nghĩa. Và bạn nào muốn mua sách của mình thì các bạn hãy comment và các bạn nói các bạn đặt cái quyển sách của mình và chia sẻ livestream này về nhà các bạn thì sẽ nhiều người cùng nhau xem cái livestream này. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Cái số 2. Đó. Để mỗi ngày chúng ta vận hành hoạt động tốt hơn. Cái số 2. Số 1 đúng không? Hồi nãy mình nói số 1 là gì ạ? Chào bạn Trúc Linh. Chào bạn Châu Nhí Nhảnh. Ok. Rất là tuyệt vời. Các bạn lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment dưới mình nhé. Và cái số 2 hồi nãy, số 1 là để sống lâu hơn, cái thứ hai là để chúng ta gì? Vận hành được tốt hơn. Được hoạt động tốt hơn. Các bạn ghi xuống. Các bạn hãy comment xuống thì các bạn mới năng lượng được, các bạn mới vui được. Khi mà chúng ta có sức khỏe tốt á thì chúng ta như thế nào cái cuộc sống của chúng ta nó được vận hành nhịp nhàng hơn, cuộc sống của ta nó sẽ vui hơn, nó nhiều ý nghĩa hơn, và mọi hệ thống trong con người của chúng ta nó hoạt động như thế nào, cân bằng hơn. Các bạn thấy á, các bạn thấy á, một cái máy mà nó khỏe, một cái xe mà nó khỏe thì nó mới chạy tốt được, mọi thứ nó mới chạy tốt được. Các bạn thấy cái xe đạp các bạn thấy không ạ? Đúng rồi, bạn Vũ Đức Toàn nói là nó hài hòa, đúng rồi đó. Các bạn thấy cái chiếc xe đạp hồi kia các bạn hay đạp xe mà, hoặc cái chiếc xe máy các bạn đạp mà, cái lúc cái dây xích nó đang tốt á, các bạn thấy không ạ? Chúng ta chạy rất là ngọt, cái bánh xe của chúng ta nó cũng chạy rất là ngọt. Các bạn chưa, cái bánh xe mới nè, cái dây xích mới nè, mọi thứ nó chạy rất là ngọt. Và để chúng ta bảo vệ nó, các bạn thấy chưa, là chúng ta phải bôi nhớt cho cái dây xích nó để nó gì ạ? Nó ngọt. Nó chạy ngọt. Và nếu cái chuyện gì xảy ra, nếu mà bạn đi cái dây xích đó và bạn lại hoài mà bạn không bảo vệ nó thì nó giãn ra, thì các bạn thấy không ạ? Các bạn chạy nó cà giật, nó không có ngọt. Cái cơ thể con người của chúng ta cũng vậy. Nếu mà bạn không bảo vệ nó tốt, mà cái cơ thể con người chúng ta là một cái máy nó rất là phức tạp, nó phức tạp hơn cái xe đạp và cái xe máy nhiều các bạn ạ. Nó phức tạp vô cùng luôn. Để vận hành doanh nghiệp được tốt hơn, ok, rất là tuyệt vời. Thì nó như thế nào các bạn hình dung ra điều này chưa? Thì nó như thế nào nó phải vận hành rất là ngọt. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó phải vận hành rất là ngọt, nhưng nó như vậy thì nó mới như thế nào cái cơ thể chúng ta nó mới tốt được. Nên để chúng ta, tại sao chúng ta phải bảo vệ sức khỏe, để gì để cơ thể chúng ta nó vận hành được ngọt hơn. Các bạn hình dung chưa? Nó vận hành được ngọt hơn, còn không thì làm sao mà nó ngọt được. Nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, để mỗi ngày của chúng ta, cái bộ máy, cái cơ thể của người mà nói là cái cơ thể người người ta nghiên cứu, đó là một cái bộ máy nó phức tạp nhất ở trên đời này. Không có bộ máy nào nó phức tạp bằng cái bộ máy của người của chúng ta đó. Và nếu mà chúng ta phải có cái sức khỏe rất là tốt, phải bảo vệ nó, thì mỗi ngày cái bộ máy phức tạp này nó mới hoạt động ngọt được. Các bạn thấy, chỉ cần một cái chi tiết trong con người của chúng ta nó bị thôi. Các bạn thấy bữa hôm nào đó, bạn chỉ cần số mũi thôi, chỉ cần số mũi thôi chứ không cần cái gì đó, là các bạn thấy chuyện gì xảy ra. Cái con người chúng ta ngày đó nó ngắt ngay liền. Như mình bị cái viêm xoang này đó, và hôm nào mà thời tiết trở trời một cái mình nhảy mũi thôi, là cái con người mình ngày đó, các bạn thấy, nó đã ngay nó khó chịu rồi. Có nhiều lúc nó đau ở các hai cái gáy luôn nè, các bạn nhận ra điều này chưa? Và nó làm cho mọi thứ gì vận hành ngày đó nó không có được sung mãn, nó không có được tốt. Là đó là lý do mà chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, để mỗi ngày chúng ta gì các bạn ơi, vận hành được tốt hơn, làm cái việc gì nó cũng được khỏe hơn, ăn nó cũng ngon hơn, ngủ nó cũng tuyệt vời hơn. Cần chia sẻ cách tư bảo vệ sức khỏe như thế nào, giải thích ngoài lề nhiều. Ok, bạn Văn Phước, nếu mà bạn không thích thì thôi bạn cũng đừng có xem. Bạn hình dung chưa? Mình đang giải thích mà bạn cứ ngồi bạn lằng ngoằng hoài. Nếu bạn thích thì bạn tắt cái live stream đi, bạn không cần phải xem đâu. Ok chưa? Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là bạn cần phải vận hành được tốt. Nó làm cho chúng ta, khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta vận hành được tốt không? Bạn hình dung chưa? Nó là, đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất là để chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ sống lâu hơn. Cái thứ hai, để có sức khỏe tốt, chúng ta cần phải vận hành nhiều hơn. Cái cơ thể chúng ta nó sẽ vận hành nhiều hơn. Đó là lý do mà vì sao chúng ta cần phải có sức khỏe tốt.
Các bạn hình dung chưa? À, mình cũng là người hay bị viêm xoang, và mỗi khi mà mình viêm xoang là mình hắt xì, nó làm cho mình rất là mệt. À, dĩ nhiên mình cũng đang uống thuốc và từ từ bước nó hết, ok chưa? Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì cái thứ ba, các bạn ghi vô cái thứ ba, khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ chạy nhanh hơn, làm việc tốc độ hơn. À, các bạn thấy chưa, một cái máy á mà sức khỏe nó không tốt, một máy nó không được bảo dưỡng thì nó chạy rất là chậm. À, các bạn hồi nãy giờ không thấy các bạn comment nha. À, mình nói mà mình không thấy các bạn comment thì mình rất là khó nói, ok chưa? Mình thấy các bạn không comment thì mình rất là khó nói, nên các bạn phải comment xuống. Các bạn học được cái gì thì các bạn comment xuống, rồi mình nói là 10 lý do. Tối hôm nay là chia sẻ 10 lý do vì sao chúng ta cần phải có sức khỏe tốt. Và mình đang nói tới lý do số 2 đúng không? Bây giờ qua số 3. Số 3, khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta chạy nó ngọt hơn, làm nó ngọt hơn. Các bạn hình dung chưa? Năng lượng hơn, thức dậy mỗi ngày nó tuyệt vời hơn. Như bản thân mình cũng vậy, ngày nào mình có sức khỏe tốt thì ngày hôm đó mình như thế nào? Mình thức dậy sớm nè, rồi mình viết bài nè, rồi mình viết sách nè, rồi mình đứng lớp nè, mình gặp các bạn nè, mình rất là lửa, và mình vô cùng năng lượng. Mình như thế nào? Mình làm việc mà nó lửa hơn, ăn uống nó ngon hơn, mọi thứ nó tuyệt vời vời hơn. Còn nếu mà chúng ta không có sức khỏe tốt sao ? Chúng ta ơi vậy. Mấy cái ông mà ông uống rượu nhiều á, các bạn hiểu chưa? Ông ơi vậy á, ông không có gì ông có tốt. Ông cái sức khỏe ông có tốt, các bạn hiểu chưa? Đó là cái lý do cái thứ ba, lý do thứ ba mà tại sao chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe, đó là chúng ta cần phải gì đi làm về sớm chỉ để lên đây để nghe điều hay. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em cũng bị viêm xoang yếu nhược thức nhưng mà vẫn không khỏi từ lúc ăn chay thì hết luôn. Ok, rất là tuyệt vời. Năng lượng hơn, tăng tốc làm việc tốt hơn, rất là tuyệt vời. Ok, chào bạn Thanh Trúc. Ok, vâng, chào bạn Thanh Trúc, rất lâu chưa gặp em ha. Vậy thì cái thứ tư, ngủ ngon hơn. Mình thích nhất là khi mà sức khỏe chúng ta tốt quá là chúng ta ngủ ngon hơn. Mà muốn ngủ ngon hơn là mỗi sáng phải thức dậy tập thể dục sớm. Bản thân thì mình ngày nào mình cũng tập thể dục, và khi mà tập thể dục đổ mồ hôi và cái nó có một cái quy luật nó rất là tuyệt vời, là hôm nào mình thức dậy sớm và mình tập thể dục thì như thế nào? Thì mình làm việc rất là năng lượng, rất là nhiệt tình. Và ngày nào mình làm việc năng lượng nhiệt tình đó thì buổi tối đó mình ngủ nó rất là ngon. Và các bạn biết ngủ ngon là cái cách để chúng ta bảo vệ được cái gì cái sức khỏe của chúng ta nó có chất lượng. Bởi vì giấc ngủ chất lượng sẽ dẫn đến sức khỏe của chúng ta rất là có chất lượng. Các bạn hiểu chưa? Nên là đó là lý do mà các bạn muốn có một cái giấc ngủ chất lượng thì rất là đơn giản. Một người sức khỏe không tốt thì cái giấc ngủ của họ cứ chập chờn hoài. Các bạn hiểu chưa? Ra chưa? Còn một người mà họ có sức khỏe tốt thì họ như thế nào? Họ ngủ ngon lắm. Người nào mà có sức khỏe mà ngủ sâu ngủ ngon thì cái người đó họ như thế nào các bạn không? Sức khỏe họ rất là tốt. Còn người nào mà sức khỏe yếu thường thường là ngủ không có ngon được. Và một trong những cách mà mỗi ngày chúng ta dậy chúng ta tập thể dục sớm năng lượng nhiều thì chúng ta làm nhiều, và khi chúng ta làm nhiều thì chúng ta như thế nào? Cái việc làm việc chúng ta nó rất là hiệu quả và nó dẫn đến chúng ta ngủ ngon, ngủ rất là ngon, ngủ sâu, ngủ một giấc rất là sâu, rất là ngon. Và khi ngủ sâu ngủ ngon vậy thì thức dậy cái con người chúng ta nó rất là tràn đầy, và nó rất là tuyệt vời. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có sức khỏe tốt để chất lượng của chúng ta có cái cuộc sống tốt. Thật sự mà nói chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện nhiều. Ok, thật sự mà nói nếu mà chúng ta sống mà sức khỏe chúng ta không tốt thì giống như chúng ta đang chết vậy mà chúng ta chưa đi chôn thôi. Nó là ngủ sớm là bây giờ là tốt đúng không thầy? Thầy ơi, ngủ sớm bây giờ là tốt đúng thầy? Ok. Chúng ta miễn sao một ngày chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải là 6 đến 7 tiếng em. Nếu mà em ngủ mà khoảng 11 giờ tối em ngủ, ok chưa? Thì khoảng mình thì 11 giờ tối ngủ, khoảng 5 giờ 5 giờ rưỡi mình dậy, mình tập thể dục thì mình có thêm một cái tiếng đồng hồ ngủ trưa nữa.
Còn mình ngủ sớm hơn, tóm lại một ngày ít nhất chúng ta phải ý chí phải ngủ đủ 6 tiếng. 7 tiếng thì thầy tốt, ngủ nhiều quá thì lại không tốt. Thì như vậy thì sức khỏe của chúng ta nó tuyệt vời hơn, ngủ ngon hơn, làm việc hiệu quả hơn. Nếu mà ban ngày các bạn không tập thể dục được thì buổi tối các bạn cũng nên tập thể dục. Tóm lại một tuần chúng ta phải có ít nhất 150 phút tập thể dục. Điều đó nó tương đương với là mỗi ngày các bạn tập từ 20 đến 30 phút á. Một tuần chúng ta phải tương đương chúng ta phải có đó. Nên là ngày nào chúng ta cũng phải tập thể dục thì tự nhiên chúng ta ngủ sâu hơn, tuyệt vời hơn các bạn ơi. Và cái thứ gì ạ? Cái thứ năm các bạn ghi vô, cái thứ năm. Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta đẹp hơn. Chúng ta đẹp hơn. Ok rồi, thể hình chúng ta đẹp hơn. Đẹp hơn về vậy gì? Da dẻ chúng ta nó hồng hào hơn. Có một số bạn gặp mình cứ nói da dẻ mình tại sao nó rất là hồng hào. Đúng rồi, mình lớn tuổi, mình 42 tuổi rồi, 43 tuổi rồi, nhưng mà các bạn thấy da dẻ mình đúng là cũng hồng hào. Da dẻ các bạn mà thấy mặt mình được trực tiếp nè, các bạn thấy qua livestream nè, các bạn thấy mình cũng rất là hồng hào. Và các bạn gặp mình, các bạn xem tay chân của mình là lúc nào cũng trắng trắng và hồng hào hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình tập thể dục liên tục. Mình biết bảo vệ, mình là không có uống bia. Nếu mà có bạn bè gì lắm thì mình uống đúng một chai thôi. Và mình không có uống nhiều. Hiện tại mình ở nhà mình ăn cơm thì mình cũng có uống rượu, lúc nào mình cũng có một ly rượu hết, mà một ly rượu nho thôi, một ly rượu tí thôi. Lúc nào mình cũng có một cái ly rượu hết. Mình sẽ đưa cho các bạn xem, đây là cái ly rượu của mình. Hôm nay thì mình chưa có uống, ok chưa? Rượu mình được rót vào trong cái chai này nè. Ok, mình sẽ cho các bạn xem. Và bây giờ mình cũng sẽ rót uống cho các bạn xem. Mình uống rượu nho thôi đây nè. Một cái chai nhỏ nhỏ nó như vậy nè. Ok chưa? Và hôm nào mình cũng uống đúng có một ly như vậy thôi. Một buổi ăn cơm mình uống đúng có một ly như vậy thôi. Nó góp phần gì? Nó góp phần làm cho tiêu hóa tốt hơn thôi. Mình uống này nè các bạn. Bây giờ mình có cái chai nhỏ nè, một cái ly nè. Và như thế nào bữa nào ăn cơm cũng vậy, bữa nào ăn cơm thì mình uống, và bữa nào mình quên thì như thế nào thì vợ mình lại rót một ly này cho mình. Các bạn thấy đó, mình rót đây. Các bạn giờ mình uống cỡ này thôi, khoảng này thôi, trên dưới cỡ này thôi. Và bữa nay thì chưa uống, bữa nay cả ngày nay chưa uống miếng nào đó, thì nó chỉ hỗ trợ tiêu hóa thôi. Nó rất là tốt, ok chưa? Mình mời các bạn uống rượu nho với mình nè. Ok, các bạn chưa? Các bạn chưa? Thì mình làm như vậy, thì uống như vậy thì nó rất là tốt, có mất mát gì đâu. Thế mà rượu bạn bè gì mà uống, nhưng mà uống hết chai này qua chai khác, kinh khủng quá. Như vậy là không tốt. Uống bia rồi cũng vậy. Trời ơi, mình thấy cách đây mấy ngày mình đi ăn quán ăn buổi tối chung với vợ mình, với bạn Thủy, với bạn bạn Thủy với bạn bạn Tú ở bên cái công ty mỹ phẩm, ok. Và ngồi kế bên rồi cái bàn kia họ uống bia kinh khủng. Họ uống bia mà bốn người, mà lúc đó họ ngồi họ đếm là 31 chai rồi, rồi sau đó họ lấy thêm một két nữa. Ôi cha, cứ bốn người mà họ uống dữ quá. Mình thấy uống như vậy là chỉ có tiêu tan thôi. Nên là chúng ta uống nha. Nếu mà có uống, nếu mà các bạn có giỏi uống thì mỗi ngày bạn uống một chút xíu như vậy nè. Cái giỏi thì uống nó như vậy đi thì nó sẽ rất là tốt. Mà mua phải là mua loại rượu tốt nhất. Mua loại rượu xịn rồi tốt nhất, rượu có thương hiệu, đâu đó đàng hoàng. Thì mỗi ngày chúng ta thích thì chúng ta uống một chút xíu. Chúng ta uống một chút xíu bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay mình chưa uống cái nào nên bây giờ mình mới uống. Và nó như vậy như thế nào? Nó giúp cho sức khỏe của chúng ta được tốt ra. Các bạn thấy điều này thú vị không? Thú vị thì các bạn comment xuống, các bạn nói điều này rất là thú vị. Nó là nó như vậy nó sẽ làm. Mua ở đâu thầy ơi? Ok, em cứ liên hệ với các cái chỗ bán rượu ngon. Ok, ở đây là có bạn Tùng. Bạn muốn mua thì không biết, có bạn Tùng đang xem online mà. Bạn Tùng đang bán cái rượu Van Pháp, và bạn cứ liên hệ bạn Tùng để bạn mua cái rượu Van Pháp. Và về cứ mỗi bữa ăn mình uống đúng một cái ly nhỏ như vậy thôi. Ok, bạn Lộc nói vui quá thầy. Uống đúng một cái ly nhỏ nó như vậy thôi nè. Mình bữa nào mình cũng uống đúng một ly nhỏ thì tự nhiên sức khỏe mình rất là tốt. Và các bạn thấy là da dẻ mình rất là hồng hào.
Và mình muốn nói với các bạn rằng rượu hiệu gì vậy? Ok, mình đang uống cái rượu này là rượu của Chile em. À, cái rượu này là rượu nho của Chile, nhập từ Chile về. À, ok chưa? Và các bạn thấy sức khỏe tốt thì nó như thế nào à? Nó như thế nào các bạn phải không? Nó làm cho chúng ta đẹp hơn, da dẻ chúng ta tốt hơn, tóc nó cũng mượt hơn. Ok chưa? Người thì trông khỏe khoắn hơn. Nhìn vào gương á, thì thấy các bạn rất là tràn đầy năng lượng. Ok chưa? Cả nam và nữ cũng vậy. Sức khỏe tốt là nhìn các bạn tuyệt vời lắm các bạn ơi. À, nhìn các bạn nó hài hòa, mà nó năng lượng, mà nói chuyện rồi nó cũng rất là dễ mến. Còn những người mà sức khỏe không tốt á, nhìn thấy họ lì lì, họ lên họ còn sao á, nước da nhìn họ tái tái sao á, bắt tay họ thì mồ hôi đổ đầy, nước mồ hôi á đổ ra, nó không có tốt. À, các bạn chưa, còn các bạn nào mà bắt tay mình á, các bạn thấy cái tay mình lúc nào cũng ấm đó. Ok chưa? Nghĩ là những người đó sức khỏe rất tốt. Mình đứng lớp mà mình hay bắt tay bạn này bạn kia lắm, và mình phát hiện á, rất là nhiều bạn còn trẻ, 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi thôi mà bạn có vấn đề về sức khỏe rồi. Cầm cái tay bạn là biết rồi nè. Có người thì tay đổ mồ hôi, có người thì tay gì lạnh tanh nè. Ok, thận nó lạnh, uống nhiều quá thận nó tiêu á, thận nó không có ấm. Nó là có bạn Tùng á, bạn Tùng á, để ngày mai mình tát cái tên bạn Tùng vào thì em sẽ liên hệ bạn Tùng và bạn em sẽ mua. Thầy nói hay quá, em chỉ muốn làm theo thôi. Ok, chào bạn Châu nhí nhảnh nhiều, cảm ơn bạn Châu rất là nhiều. Và cảm ơn bạn nào lần đầu tiên biết mình, thì các bạn tương tác với mình, các bạn làm quen với mình, rồi các bạn như thế nào các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi, để các bạn cùng xem nữa, rồi nói cho mọi người cùng xem. Bạn nào chưa chia sẻ live stream thì các bạn chia sẻ live stream đi. Ok chưa? Các bạn chưa chia sẻ live stream thì tranh thủ chia sẻ cái live stream này đi. Ok. Và bạn nào chưa biết mình thì tương tác biết mình. Vậy là vừa rồi mình nói tới cái số 5 rồi, tới cái số 6. Chúng ta sẽ làm việc khôn ngoan hơn, chúng ta sẽ làm việc trí tuệ hơn. Cái số 6, khi mà bạn có sức khỏe tốt á, thì hầu như bạn rất là nhạy bén và bạn kiểm soát mọi thứ xung quanh rất là tốt. Và đó là lý do mà nó giúp cho bạn làm việc rất là khôn ngoan và rất là trí tuệ. Bạn làm việc đỡ sai sót, bạn làm việc đỡ lỗi, bạn làm việc đỡ sai lầm. Nó làm cho bạn quyết những cái mà nó phù hợp hơn. Nếu mà có bạn Tùng đang online này thì bạn Tùng sẽ liên hệ. Còn không, ngày mai mình sẽ chút xíu nữa xong mình sẽ tag cái bạn Tùng vào Facebook, vào cái comment của em. Ok chưa? Thì em như thế nào Thì khi mà chúng ta có sức khỏe tốt á, thì nó dẫn đến chúng ta nói như thế nào chúng ta làm việc sẽ rất là khôn ngoan, làm việc sẽ rất là trí tuệ, làm việc là rất là thông minh. Ok chưa? Làm việc một cách rất là gì rất là năng động, và cái công việc của bạn á, nó tạo ra rất là nhiều giá trị, và nó đưa những cái gì, cái sự chính xác, cái sự thâm thúy của các bạn vào trong mỗi cái công việc. Ok, Lộc em nói là 2 tháng nữa em nỗ lực em giảm xuống 10 kg, rất là ủng hộ em mà em giảm xuống 10 kg là tuyệt vời. Lộc ơi, là sức khỏe em nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Ngô Thị Reni, dành thời gian học với thầy nè. Ok, cảm ơn bạn Ngô Thị Reni nhiều, rất là cảm ơn em. Ok chưa? Và nó như thế nào live stream này không dám uống bia nữa rồi thầy ơi. Đúng quá, em mới 25 tuổi và gặp vấn đề sức khỏe giống như thầy nói. Ok, bạn Thành, em không nên uống bia nữa, em uống bia là nó phá vỡ em hết. Còn nếu mà em mà thích uống á, thì em cứ mua rượu nho nó như vậy nè, hoặc là em có thể mua bia được, mà em mua loại bia tốt nhất, và mỗi bữa ăn á em uống một ly nhỏ thôi. Nhà mình cũng có hết mấy cái đó, các bạn tưởng là mình không uống mình uống hết. Nhưng mà uống là như thế nào? Uống có điều độ, uống đúng để bảo vệ sức khỏe, chứ không phải là mình uống mình hơn thua với cái thằng nào. Đừng có uống đó hơn thua với cái thằng bạn của mình. Sức khỏe mình quan trọng hơn. Bạn hình dung chưa? Sức khỏe mình quan trọng hết. Em mới có sức khỏe tốt thì em mới có thằng bạn tốt kia. Còn em không có sức khỏe tốt thì có 10 thằng bạn tốt nó cũng đi tiêu. Em hình dung ra điều này chưa?
là nhiều người họ không có ý thức ra được cái việc đó. Họ cứ tưởng là có cái thằng bạn tốt, nhưng mà sức khỏe mình tiêu thì làm cái gì? Thì 10 thằng bạn tốt, 100 bạn tốt cũng tiêu hết á. Bạn là dùng chưa? Đó là uống chứ không phải là không uống. Nhưng mà uống như thế nào? Uống trước bữa ăn. Mình nè, bữa nào cũng đúng một ly như vậy nè. Ngày nay thì mình chưa uống nên bây giờ mình uống trước mặt các bạn luôn để cho các bạn mà thấy ok chưa? Và bữa nào cũng như vậy thôi để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình. Bạn là dùng chưa? Và chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta làm việc thông minh, làm việc thông thái, làm việc nhạy bén, ok chưa? Và nó như thế nào ạ? Em nể cấp trên thì em phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Nể cấp trên không đồng nghĩa là đi hại sức khỏe của mình. Và hãy nói cho cấp trên biết rằng sức khỏe là vô cùng quan trọng, chứ không phải nể cấp trên rồi đi phá sức khỏe của mình. Bản thân mình này là ai mà ép mình uống là mình luôn giải thích cho họ hiểu rồi xong. Mình uống đúng, mình cũng đi tiếp khách rồi, giống như em vậy á Thành à. Nhưng mà mình uống đúng một chai thôi, mình không bao giờ mình uống nhiều hơn hết á. Bởi vì chúng ta có khả năng thuyết phục mọi người điều đó. Còn nếu mà em không có khả năng thuyết phục thì em nghe theo lời thuyết phục của người khác. Chẳng qua là mình đang luyện cái kỹ năng thuyết phục của mình thôi. Ok chưa? Mình uống đúng một ly của mình rồi. Vậy thì các bạn hiểu chưa? Nó là khi mà chúng ta sức khỏe tốt hơn thì chúng ta làm việc khôn ngoan hơn, làm việc trí tuệ hơn, và mỗi hành động của chúng ta nó đưa ra nó chứa đựng rất là nhiều giá trị. Và khi mà bạn là người sức khỏe tốt hơn thì mỗi sản phẩm, mỗi chất lượng, mỗi suy nghĩ, mỗi câu nói, mỗi câu văn, mỗi hành động mà bạn làm ra nó đều chứa đựng rất là nhiều giá trị hơn cái người mà có sức khỏe không tốt. Bạn hình dung chưa? Kể cả bạn đi lái xe nữa thì cái lái xe, cái hành động lái xe của bạn nó cũng tuyệt vời hơn là cái người mà đang sức khỏe yếu lái xe. Các bạn hình dung, kể cả khi bạn nấu cơm mà bạn là người sức khỏe tốt thì bạn vẫn nấu cơm tuyệt vời hơn một cái người gì à mà họ đang đứng nấu cơm mà sức khỏe họ không có tốt. Bạn nhận ra điều này chưa? Nó là các bạn hãy comment xuống. Hồi nãy giờ mà thấy các bạn ít comment quá, và bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn tranh thủ các bạn chia sẻ live stream đi. Các bạn comment xuống, các bạn nói là sức khỏe tốt thì làm việc có giá trị nhiều hơn, mỗi hành động đều có rất là nhiều giá trị. Thầy ơi ngủ sớm thôi để mai đảm bảo năng lượng. Em an tâm đi, ngày mai mình sẽ năng lượng đó, tụi em chịu không nổi chứ mình lại là quen rồi. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa là cái số 7, các bạn ghi số 7 nè. Chúng ta sẽ luôn tươi sáng hơn. Ok chưa? Chúng ta sẽ luôn tươi sáng hơn. Cái số 7 các bạn ghi vô. Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì con người chúng ta nó rất là tươi sáng, nó như là nó phát ra một cái gì một cái năng lượng á các bạn dùng, nó phát ra một cái năng lượng. Sức khỏe tốt, bạn Vi Trịnh nói là sức khỏe tốt thì có nhiều giá trị hơn. Đúng rồi bạn Vi Trịnh ơi, ok chưa? Khi mà bạn có sức khỏe tốt đó là con người bạn nó giống như nó có một cái năng lượng á, nó có một tia sáng á, nhìn bạn á nó sáng ra, từ cái ánh mắt của bạn nó sáng, từ cái sinh khí của bạn xung quanh bạn nó cũng sáng, nó rất là tươi sáng. Bởi vì sao bởi vì nơi bạn tràn đầy sức sống, nơi cái con người bạn nó tràn đầy sức sống. Các bạn thấy mà ai mà người nào mà họ có sức khỏe tốt á, các bạn thấy không, họ tràn đầy sức sống, họ tràn đầy sinh lực. Và các bạn thấy nhìn con người đó nó rất là tuyệt vời, nhìn cái thần thái, thần khí của họ đó, các bạn thấy không? Tại sao hồi kia các bạn thấy, để mình đọc những cái hồi kia mình là người hay đọc cái gì truyện kiếm hiệp, truyện kiếm hiệp đúng không? Và đặc biệt là nghe những chuyện kiếm hiệp á, các bạn thấy chưa? Ví dụ là có một cái con ngựa, cái con ngựa đó người ta là cái con ngựa quý, cái con ngựa tí, ngựa ô gì đó đúng không? Mấy lính tới là nó đá văng hết, nhưng mà có cái ông dũng tướng đó thôi. Ví dụ có ông dũng tướng đó thôi là tự nhiên nó khuất phục liền. Tại sao vậy? Bởi vì cái con ngựa nó nhìn đúng cái thần khí của ông á, nó nhìn cái thần khí á, nó nhìn cái năng lượng của ông á là nó như thế nào nó khuất phục luôn. Các bạn chú ý không? Nó khuất phục luôn, và nó quy phục ổng luôn. Còn nó nhìn mấy lính kia, nó thấy mấy lính kia yếu quá, nó đá cho mấy lính kia một cái văng đúc luôn rồi. Các bạn hiểu chưa? Nó là khi mà chúng ta sức khỏe tốt á thì tự nhiên chúng ta là người chúng ta nó rất là tươi sáng, nó có một cái thần khí rất là tuyệt vời, và đến nỗi mà
những cái con vật mà nhiều lúc nó hung dữ á, à, và những cái con người đó các bạn, họ có cái ánh mắt á, nó rất là sáng ngời. À, thầy hay nhăn, nó sẽ tạo ra nếp nhăn á thầy. À, cảm ơn bạn Khánh Hồng rất là nhiều, rất là tuyệt vời. Ok, thì nó như thế nào? Nó tạo ra một cái thần khí rất là tuyệt vời, và đến nỗi những con vật đó nó cũng sợ luôn. Các bạn biết không? Cái con mèo á, các bạn biết không? Cái con mèo á, nó các bạn thấy cái thế của con mèo à? Cảm ơn thầy, kể từ ngày mai em đăng hình lên kinh doanh tốt hơn rất nhiều. Ok, rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Lạc ơi. À, các bạn biết cái con mèo không? Các bạn dùng cái mèo, con mèo mà nó ngồi im các bạn. Nó ngồi im, nó liêm diêm. À, là nó đang tích trữ năng lượng. Các bạn thấy khi mà nó nhìn lên mắt nó sáng. Các bạn thấy nó ngồi nó liêm diêm, nhưng mà nó rất là tinh các bạn không? Những người nào mà sức eo tốt họ tinh lắm. À, họ phát hiện mọi thứ xung quanh họ nhảy bén lắm. À, họ tinh lắm. À, và các bạn thấy không? Cái con mèo á các bạn, con mèo nó liêm diêm. À, nó ngồi nó tích trữ năng lượng, mà cái con chuột chạy ngang là nó sáng lên, nó búp một cái, nó bay một cái, các bạn thấy không? À, cái năng lượng, cái sinh khí nó rất là tràn đầy và nó rất là nhạy bén. À, nó là cái người nào mà sức khỏe tốt quá, các bạn nhận ra điều này chưa? Bạn sẽ nhạy bén hơn, sinh khí bạn nó sẽ tốt hơn, thần sắc của bạn nó sáng sủa hơn. Ok chưa? À, và một trong những cái nguyên nhân mà trầm cảm nè, nguyên nhân bị stress nè, nguyên nhân bị u uất nè, nguyên nhân mà tiêu cực nè, là những người đó phần lớn là sức khỏe họ không có tốt, các bạn hình dung chưa? Mà sức khỏe không tốt thì rất là dễ dẫn đến tiêu cực nè, dễ dẫn tới bị stress nè, dễ dẫn tới bị u uất nè, dễ dẫn tới cái nóng giận nè, dễ dẫn tới cái bực bội nè, dễ dẫn tới cái lo âu nè, dễ dẫn tới cái rên rỉ nè, than thở nè. Em các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là nguyên nhân của những cái hàng loạt cái tiêu cực đó là do phần lớn là sức khỏe nó không có tuyệt vời. Và bạn nào mà sức khỏe đang tuyệt vời mà bạn cứ tiêu cực hoài thì một hồi sức khỏe bạn nó cũng tiêu tan luôn. Bởi vì sao ạ? Khi mà sức khỏe bạn tốt đó là bạn đang có được những cái vitamin, gọi là vitamin tốt, nó rất là tuyệt vời. À, khách bên Úc đặt hàng chóng mặt em luôn, em nợ thầy một lời cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn Lộc rất là nhiều. À, em lúc này rất là tích cực, em rất là năng lượng Lộc ơi. À, chào thầy và sức khỏe tuyệt vời. Ok, chào bạn Nguyễn Thanh. Ok chưa? Và chúng ta có được cái sức khỏe rất là tuyệt vời. Cái số 8 là sức khỏe chúng ta tốt thì chúng ta không có làm bạn với mấy ông bác sĩ. Ok chưa? Cái thứ 8 là không làm bạn với mấy ông bác sĩ. Ok chưa? Những người á mà sức khỏe không tốt á là họ làm bạn với hôm nay chia sẻ livestream được chưa? À, ok chưa? À, những người mà sức khỏe không tốt á, Bình Trang chào thầy, hôm qua mới được gặp thầy. Ok, cảm ơn bạn Bình Trang rất là nhiều. Không nên suy nghĩ tôi cực, đúng rồi. À, vậy thì bây giờ mình lại nói với các bạn như vậy nè. Những người mà sức khỏe không tốt á thì họ hay gì ạ? Hay làm bạn với ai ạ? Hay làm bạn với gì ạ? Với mấy ông bác sĩ. Ok ạ. À? Bên họ đầy với bạn bác sĩ á, họ luôn lưu gì ạ? Lưu sẵn cái số điện thoại của bác sĩ ở trong gì ạ? Trong cái điện thoại của họ, rồi họ ra vô bệnh viện nó rành lắm. Ok, những cái bệnh viện họ rành lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phải có mấy ông bác sĩ thì họ mới sống mới được. Ok chưa? Mà có những người già rồi thì họ làm bạn với bác sĩ cũng được. Mới còn trẻ mà lại làm bạn với bác sĩ rồi thì nói chung và rành bệnh viện đó. Bệnh viện họ ra họ vô hoài, họ rành lắm. À, các bạn nhìn cho, nó là khi chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta sẽ vui hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không có làm bạn thân với ông bác sĩ nhiều. Mình nghĩ ok chưa? Chả ai mà đi cái cần sự trợ giúp y tế hoài, làm bạn nhiều với ông bác sĩ mà chúng ta vui được, đúng đúng không ạ? Chúng ta lo lắng về sức khỏe của chúng ta thì làm sao mà chúng ta vui được? Các bạn có nhận ra điều này chưa? Và đó là lý do mà các bạn cần phải có sức khỏe tốt. Ok chưa? Và bây giờ mình dừng lại một ít phút để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Ok chưa? Hiện tại mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân Bi Training, và nơi mình chỉ chuyên về đào tạo, giúp cho các bạn ra kinh doanh, giúp cho các bạn khởi nghiệp và giúp cho các bạn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp. Và mình sẽ giúp các bạn đi từng bước một, từ cái nền tảng một đi từng bước một. Và hiện tại mình mở năm 2009 lần các bạn, mình mở năm 2009 lần, cho tới giờ cũng đã được 9 năm rồi. Và hiện tại mình là tác giả của 3 cái quyển sách này.
quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, 101 bài học để giúp cho bạn ra kinh doanh. Và quyển thứ ba là Beyond the Way. Cái quyển Beyond the Way thì chúng mình bán ở trên Amazon, hiện tại trên Amazon, và hai cái quyển kia thì đang bán ở Việt Nam. Bạn nào mà ở khắp mọi miền đất nước và hữu hai cái quyển sách này của mình thì các bạn cứ comment cho mình. Các bạn nào đam mê về kinh doanh thì các bạn hãy nên đọc cái quyển sách của mình để các bạn hiểu hơn về kinh doanh. Và khi bạn có hai cái quyển sách này thì mình ép các bạn vào một trong cái group riêng. Cái group này mình chia sẻ về kinh doanh, cái group này gọi là group bí mật. Các bạn đặt những câu hỏi kinh doanh cho mình. Và ở ngoài này thì mình chỉ chia sẻ về những cái kiến thức phát biến bản thân thôi, bởi vì ở ngoài này public. Ở trong kia thì những bạn nào quan tâm tới kinh doanh thì mình ép vào trong cái group đó, một group bí mật, và chúng ta cùng nhau ở trong cái group đó để các bạn đặt cho mình những câu hỏi rồi mình trả lời. Rồi lâu lâu mình tập hợp toàn bộ những câu hỏi đó, mình sẽ live stream trong cái group đó một lần. Các bạn ở khắp mọi miền đất nước, ở đâu khu vực nào cũng được hết. Các bạn cũng như thế nào à, các bạn cũng có thể mua sách của mình. Sách được giao qua đường bưu điện đến nhà các bạn, đến nơi thì mới lấy tiền luôn. Chính người thu bưu điện họ thu tiền các bạn. Hai quyển sách là 210.000 luôn cả phí ship về tới nhà các bạn luôn. Ok chưa? Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời, thì bạn comment xuống mạng nói điều này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Và bây giờ mình chia sẻ bạn tiếp cái thứ 9. Ok chưa? Cái thứ 9 thì mình lại nói cho các bạn một điều rất là tuyệt vời dành cho những người mà có gia đình rồi. Ok chưa? Khi mà bạn có sức khỏe tốt thì các bạn ghi vô, các bạn có đời sống gọi là đời sống chăn gối, hay người ta nói là đời sống vợ chồng á, nó sẽ tốt đẹp hơn. Ok chưa? Em sẽ giới thiệu sách của thầy bán trên Amazon của Úc. Sách của thầy rất là bổ ích trong cuộc sống. Ok. Vậy thì em đưa qua bên Amazon của Úc luôn. Sách của mình đang ở trên Amazon của Mỹ rồi. Ok bạn Lộc ơi. Rất là tuyệt vời thầy ơi. Ok, chào bạn Luyện nhiều. Cảm ơn bạn Luyện. Vâng. Cái số 9 thì thầy ơi, khi nào thầy cho ra bơm tấn kinh doanh online vậy thầy? Ok. Khoảng 2 tháng nữa nha bạn Thanh ơi. 2 tháng nữa. Ghi số 9. Vậy thì khi mà bạn có sức khỏe tốt thì bạn được tốt gì à? Cái đời sống vợ chồng, người ta gọi là đời sống tình dục á, hoặc là đời sống chăn gối á, nó sẽ tuyệt vời hơn. Ok chưa? Và cái này nó tuyệt vời hơn thì nó giúp cho bạn lại càng khỏe mạnh và bạn càng cân đối hơn. Ok chưa? Nó là chúng ta cần có một cái sức khỏe tốt để chúng ta có được cái đời sống vợ chồng nó chất lượng hơn. Còn không thì nó xíu nởn, nó xui xui thì như vậy nó cũng không có tốt. Nó là chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe của mình, luôn giữ sức khỏe của mình cho nó tốt đẹp hơn, để chúng ta có cái đời sống nó tốt hơn. Trước khi mình chia sẻ cái điểm số 10 thì mình sẽ bật mí cái chủ đề hôm sau. Các bạn có sẵn sàng để mình bật mí chưa? Chủ đề hôm sau là 10 việc đơn giản để bạn có thể tự kiểm tra sức khỏe của mình. Chủ đề hôm sau nè, các bạn ghi nè, 10 việc đơn giản. Tuyệt vời quá, nôn nóng chào đón đứa con tinh thần số 4 của thầy ra đời. Ok, cảm ơn bạn Đặng Gia Hồng. Ok, vậy thì các bạn ghi vô 10 việc đơn giản để bạn tự kiểm tra sức khỏe của mình. Em nhận được hai quyển sách của thầy rồi, tuyệt vời. Đây là cuốn em đang cần tìm, cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn bạn bạn năng phụng nhiều. Ok chưa? Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình rất là vui khi các bạn có được cái quyển sách, hai cái quyển sách của mình, bởi vì hai quyển sách của mình là nó phục vụ cho việc kinh doanh. Nên bạn nào chưa có hai quyển sách của mình thì các bạn hãy nhanh nhất để sở hữu hai cái quyển sách của mình. Bạn nào chưa chia sẻ cái live stream này thì bạn cũng nhanh nhất tranh thủ chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, để các bạn lưu lại lúc rảnh thì các bạn xem, và những người thân của bạn xem, để họ ý thức hơn việc bảo vệ sức khỏe và cộng đồng mình. 10 việc đơn giản để bạn tự kiểm tra sức khỏe của mình. Ok không các bạn ơi? 10 việc đơn giản để tự kiểm tra sức khỏe của mình là chủ đề của tối thứ hai tuần tới, bởi vì ngày mai và ngày mốt là mình đứng lớp 2 ngày cho tới 9 giờ tối mới ra về nhà. Tới nhà là mình 9:30-10 giờ gì lận thì mình mới về được tới nhà, nên không thể chia sẻ được. Tối thứ hai mình sẽ có cái live stream 10 cách đơn giản để bạn tự kiểm tra sức khỏe của mình. Ok chưa? Các bạn comment xuống và các bạn nhớ là tối thứ hai. Và bây giờ mình nói tới cái số 10 nè. Cái số 10, một trong những cái điều tuyệt vời nhất khi chúng ta có sức khỏe tốt là chúng ta tránh được bệnh tật, gần như là rất là nhiều bệnh tật.
có người bạn sức khỏe hoài, mạnh hoài, bản thân mình cũng vậy, đã từ lâu lắm rồi thì mình chẳng có cái bệnh tật gì, mà có những cái lui ui nó như vậy thôi, đặc biệt là cái viêm xoang rồi vậy thôi, chứ nó chả có cái gì, đã lâu lắm rồi. Rồi à, thầy em chưa có cuốn mỗi ngày một chút thôi, em muốn mua nó. Ok bạn Nhật Duy, em cho mình số điện thoại đi thì sách sẽ được gửi đến nhà em. Mình đã thành công khi học ở B-Training, còn các bạn thì sao, đừng chần chừ nữa, hãy học ngay. Ok, cảm ơn bạn Lộc rất là nhiều à, cảm ơn em rất là nhiều. Vậy thì các bạn nè, chúng ta không bị bệnh tật. Khi chúng ta có sức khỏe tốt thì cái lợi ích của chúng ta là bệnh tật nó tạm biệt ta, nó không có đi đến gần ta được à. Cái bệnh tật là nó sợ ta. Còn bạn nào mà sức khỏe yếu thì đồng nghĩa bạn đang làm bạn với ai à? Bạn làm bạn với cái mấy đứa gì à? Mấy cái đứa bệnh, mấy cái đứa bị bệnh đó, bạn làm bạn với bác sĩ nè, bạn làm bạn với những con virus gây bệnh nè, bạn làm bạn với thuốc men nè, bạn làm bạn với các công ty dược nè, các bạn còn chưa? Còn các bạn có sức khỏe tốt, bạn bảo vệ sức khỏe tốt thì bạn như thế nào à? Bạn không cần phải làm bạn với những người đó. Em có hai quyển sách của thầy rồi và em đọc xong một cuốn rồi. Ok, bạn Huy Ao Cá, bạn ở Gia Lai, bạn rất là tuyệt vời. Nên là chúng ta cần phải có, khi mà chúng ta có sức khỏe tốt thì chúng ta gần như là chúng ta loại bỏ hết những cái gì, những cái bệnh tật à, và chúng ta không làm bạn với bác sĩ nữa, không làm bạn với mấy con virus nữa à. Muốn được điều đó thì các bạn phải có cái ý thức bảo vệ sức khỏe mỗi ngày à, mỗi ngày. Ngay từ đầu livestream này mình đã nói rồi à, cái lịch trình mỗi ngày quan trọng nhất là lịch trình bảo vệ sức khỏe trước khi lịch trình kiếm tiền, lịch trình làm ăn kinh doanh. Bởi vì sức khỏe bạn không tốt thì bạn đòi làm cái gì cho nó mệt. Ok chưa à, tránh được bệnh tật, điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là gì? Cái chữ tránh bệnh tật này, tránh xa bệnh tật này, khi các bạn biết là cái môi trường của bạn này, ô bạn bị viêm xoang à, đưa địa chỉ đi, tớ gửi thuốc cho. Ok, bạn Nguyễn Minh Hòa. Ok chưa à, bạn Nguyễn Minh Hòa, bạn bạn có thể gửi về B-Training 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Bạn gửi là B-Training 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, gọi số hotline của B-Training là 0937939598. Ok không bạn không à, tránh xa bệnh tật nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta sống trong một cái môi trường, trong một cái môi trường mà rất là dễ bị lan. Chỉ cần một người nhiễm virus thôi là người kia sẽ nhiễm virus và nó lây qua người nọ, nó lây cực nhanh. Các bạn thấy là tại sao các cái bệnh nó lây lan nhanh dữ vậy? Vì chỉ cần một người nhiễm thôi là mấy con virus đó nó bắt qua nhanh lắm. Và đặc biệt cái ông nào mà yếu á, nó bắt nhanh gớm lắm. Ok chưa, nó bắt nhanh. Trong một cái văn phòng chỉ cần một người bệnh là nó lây qua toàn bộ những con người khác sẽ bị bệnh. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? À, nên là một trong những cái cách mà đơn giản để chúng ta gì à, phòng ngừa được cái việc lây bệnh đó là sức khỏe của chúng ta tốt. Và khi sức khỏe của chúng ta tốt thì tự nhiên cái con virus nó tới mình là nó bị văng ra, nó không có tới được mình nữa. Bạn anh hiểu chưa? Còn không á, các bạn thấy không, hàng ngày các bạn rất là dễ bị các cái bệnh đó, nó những cái con virus đó nó tấn công vào mình à, và bởi vì mình không có cái năng lượng tốt, mình không có cái sức khỏe tốt nên nó không, các bạn không có chặn nó lại được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và khi chúng ta có sức khỏe tốt thì như thế nào ạ? Nó chặn lại hết được những cái đó lại. Và một trong những cách mà tốt nhất á là nhà cửa các bạn phải thông thoáng à, thông thoáng, mở cửa rồi thông thoáng ra à, cửa rồi muốn rất là thông thoáng. Ok, muốn có sức khỏe tốt thì phải rèn luyện mỗi ngày. Ok, đúng rồi bạn Đảo ơi à, à, nhà cửa bạn nó phải rất là thông thoáng à, và khi nó thông thoáng như vậy á à, thì nó như là, đặc biệt là các bạn phải mở cửa sổ nè, nơi làm việc thì phải dọn máy móc nè, máy điều hòa thì phải vệ sinh rất là kỹ nè. Nếu mà bạn ở trong cái môi trường mà âm u quá, hoặc là chật chội quá, hoặc là nóng mức quá à, thì tất cả những cái đó nó cũng rất là dễ sinh ra bệnh hoạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Và một điều nữa là chúng ta cũng phải thường xuyên kiểm tra, thường xuyên tập thể dục thì không nói rồi. Chúng ta phải thường xuyên kiểm tra
và thiết kế cái điều kiện sức khỏe của mình. Ok, chúng ta vẫn còn cái plan, chúng ta có bản có hạch cho cuộc đời mình, chúng ta có bản có hạch cho kinh doanh, thì tại sao chúng ta không có cái bản có hạch cho sức khỏe? Và một điều rất là tuyệt vời là cái cơ thể của con người của chúng ta nó được thiết kế để chịu được cái gì ạ? Chịu được cái khả năng chịu đựng rất là cao. Tuy nhiên, để phát huy được cái đó thì các bạn phải luyện tập nó mỗi ngày, để cho gì, để cái cơ thể bạn nó phục vụ cho bạn tốt hơn, chứ đừng có bắt mình phục vụ cho nó. Cái cơ thể con người của chúng ta vốn dĩ được thiết kế để chịu được gì ạ? Chịu được một cái khả năng áp suất rất là cao. Các bạn thấy nhiều người họ cực khổ, họ rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn cứ sống được, bởi vì họ luyện tập. Mình đi qua bên Dubai, vừa rồi mình đi qua bên Dubai, thì các bạn thấy nó như thế nào ạ? Giá trị nhỏ chỉ nằm ở tiền bạc trước mắt thôi, giá trị lớn là bạn nhận ra được đó là kiến thức. Ok, cảm ơn bạn đọc rất là nhiều. Thì vừa rồi mình đi qua Dubai thì các bạn thấy có cái gì tuyệt vời? Thì qua bên đó thì các bạn thấy là những cái người mà người Ấn Độ này, người Pakistan này, người Bangladesh này, là những người đó họ về họ làm công cho ở đất nước Dubai á, thì nhiệt độ nó rất là nóng và họ đi làm ở ngoài đường rất là tốt, nhiệt độ nó và trời nắng nóng lắm, lên tới 50 độ các bạn. Và những người đó họ làm ở ngoài trời cực tốt các bạn ơi, nghĩa là những người đó họ có cái gen á, cái sự chịu đựng nó tốt kinh khủng. Cái sa mạc cát không, nắng không, cái gen và cái sự chịu đựng của họ nó cực kỳ tốt. Các bạn nên nhớ như vậy. Vậy thì cái con người của chúng ta, bản chất của con người ta là nó thiết kế được cái sự chịu đựng cực tốt lắm, tốt lắm. Nhưng để cái sự chịu đựng tốt đó thì chúng ta cần phải huấn luyện nó để nó luôn kích hoạt, để cái sức khỏe tốt đó, để cơ thể của chúng ta tốt đó nó phục vụ cho cuộc đời của chúng ta, chứ đừng cứ bắt ta phục vụ nó. Nếu các bạn nào không khéo thì các bạn gì bạn sẽ gì bạn sẽ phục vụ cho cái cuộc đời, cái cơ thể của mình nó yếu, bệnh tật được không cái điều đó nó là không có tốt chút xíu nào. Sau lớp học mình mới ngộ ra điều này, thành thầy và các bạn lật nhiều. Ok, cảm ơn bạn Liên rất là nhiều, và mình rất là vui tối hôm nay chia sẻ bạn 10 cái lợi ích khi chúng ta bảo vệ sức khỏe, 10 cái lợi ích này. Và đồng hồ bây giờ cũng đã sắp 11 giờ rồi, ngày mai mình đứng lớp cả ngày, từ sáng tới tối, chủ nhật mình cũng lớp từ sáng tới tối, nên là tối nay mình cũng chúc các bạn một buổi tối ngủ rất là ngon. Và như thế nào và nhớ gì nhớ luôn bảo vệ sức khỏe của mình, luôn ý thức sức khỏe của mình mỗi ngày. Và mình bảo vệ sức khỏe của mình nghĩa là mình bảo vệ cho cộng đồng của mình. Và nhớ xem live stream buổi tối thứ hai tuần tới, là 10 việc đơn giản để giúp bạn có thể tự kiểm tra sức khỏe của mình mỗi ngày. Cảm ơn các bạn, cảm ơn một buổi tối cuối tuần rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, và hãy cho những người thân quen của bạn họ xem cái live stream này, bạn bè của bạn họ xem cái live stream này, để họ ý thức hơn về sức khỏe cho cộng đồng hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn rất là nhiều.